Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên có tên là Đâu Mới Đúng. Vòng này thì không biết đội nào đây, Cún Yêu hay là Mèo Lười, đội nào muốn xung phong ra thi trước? Bánh đồ xì đi anh. Em xung phong thi trước. Khoan cho em nói xíu, em đang rất là hồi hộp. Nhìn cái sắc là mình rất là hào hứng, tại vì bên trong là mình biết là có nhiều tiền. Nhưng mà giờ anh nghĩ cho em hỏi cái sắc này nhiều ký. Em có thể đến anh kiểm tra. Cái sắc này là không có cái đáy, vô nhìn thì biết. Bự lắm đúng không? Dạ. Vì tiền nhiều. Tiền nhiều. Giờ em thích vô cái sắc này mà rớt hết tiền đầu em nè. Chỉ khi nào em chọn được đáp án đúng thôi. Trời ơi, cái hình ảnh của em xưa giờ nó ngọc nữ lắm Quỳnh Anh. Nha. Tự nhiên em rất là chợ luôn đó. Sao bây giờ đội nào tình nguyện thi trước? Thôi cho con gái trước rồi em. Thôi đội em thi trước cho. Em cũng sợ là đội bạn bị áp lực quá đó. Cho nên là thôi là cứ áp lực gì thì cứ dồn lên em đi. Để cho anh Dũng ảnh yên tâm ảnh thi những phần sau. Anh có cảm giác em giống như là người phụ nữ chịu đựng. Dạ em ủng hộ. Có bao nhiêu em chịu hết, bao nhiêu em đựng hết. Mời đội Mèo Lười vào vị trí. Ở đây mình có 5 cái két sắt. Thì ở mỗi một cái két sắt nó hiển thị lên một cái đáp án. Và các em sẽ chọn những đáp án mà các em cho là đúng. Câu này mình sẽ có tới 3 đáp án đúng lận. Tối thiểu là 3 vị trí. Hoặc nếu như mình phân vân, mình không biết á, thì mình cứ rải đều ra mỗi người đứng ô giống như chơi ô ăn quan vậy đó em. Mỗi thành viên chọn đáp án đúng sẽ có được 1 triệu đồng cho đội của mình. Sẵn sàng chưa? Và bây giờ mời các em hãy nhìn đáp án của những cái két sắt này. Đó là, xin mời, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào, Indonesia. Nghĩ thử coi với 5 đáp án này liên quan tới cái gì? Thể thao không. Đá. Những thể nước thao. Nào thuộc Đông Nam Á? Quay lại nhìn lên màn hình để xem câu hỏi. Sông Mekong chảy qua những nước nào? Thời gian bắt đầu. Rồi, quay lại lựa chọn. Sông Mekong là chắc chắn là có Việt Nam, không phải Indo, không phải Indo, không phải Lào. Tại vì Lào không có giáp biển. Thái Lan, Lào là không có Thái Lan, Lào là không có tám biển nữa. Ba cái đầu tiên Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hai người vô, ba người vô. Anh sang Malaysia đi, anh sang đây cho. Hai người vô đây chị nè. Nè em sang kia với chị. Xong. Có muốn thay đổi không? Hai, một. Chưa. À bà chị của nhóm. Bà chị tự tin lắm. À qua đây với chị nè. Sao vậy? Hai người đứng đây đã đủ chật chội rồi, thêm bé đằng kia nữa vậy? Không phải, tại vì em chắc chắn là sông Mekong có ở Việt Nam, cho nên là em bây chắc giờ chắn đây là bán đúng. Dạ đúng rồi, bảo toàn được nhiều người thì bảo. Tức là em tụm vô càng đông càng dạ, tốt đúng rồi. Không? Nhưng mà lỡ bây giờ như sai một cái. Không thể nào sai được. Không thể nào sai câu này được. Nó ở Việt Nam. Trời, anh nghĩ vô còn dừa này lên đi anh đi. Không, anh không có bảo hiểm như vậy. Dạ thưa quý vị, em xin trân trọng thông báo. Em đứng đây em nhìn lên là rõ ràng nó có cái đáy quý vị nghe. Vậy em tháo gì cao gót ra cái đó. Tháo gì cao gót phải không? Dạ. Tính làm gì, chạy hả? Chạy. Chạy là càng xúc sổ đổ tháo nhiều không, hơn đó. Hơn nhỏ này không? Còn đây em trai, đứng cùng mình ơn vậy. Em đã cảm thấy lạnh ở trong tim. Anh thấy em lạnh toàn thân luôn chứ trong tim đâu ra. Em đang phải phân vân không biết là. Tại sao lúc em không níu con bé lại? Lưu giữ làm gì khi người ta đã muốn ta đi anh? Trời ơi, giờ này mà còn thơ thẩn được nữa. Trời ơi, qua đây. Hai con mèo Kitty. Em hay bị lạc loài vậy đó anh. Lạc loài vậy nè. Dạ. Chúc em may mắn nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh sẽ công bố ngay sao đâu, cái đáp án. Không sao, sao tao biết mà. Tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ chị đang. Ô, Thái Lan. Tim đập ghê quá. Mèo tôm. Thiên ngang mạnh mẽ. Đây là đáp án. Thấy không? Tự nhiên thằng bé ban đầu nó đóng vai thư sinh hiền lành, giờ nó chiến thắng cái nó cười cái giọng vừa vai phản diện liền lập tức. Phải chi nãy em níu con bé mèo Mon nó lại với em đi thì ít ra bây giờ mình có hai thành viên chắc chắn chiến thắng được 2 triệu rồi, thấy không? Tiếp theo đáp án anh công bố sẽ là đáp án Malaysia và Lào cùng một lúc, anh sẽ công bố luôn nha. Hello Kitty.
Miêu miêu. Anh sợ là anh sẽ bye bye Kitty quá à. Không nào, chắc chắn là không phải đâu, yên tâm đi. Kitty, hỏi thăm nhẹ cái ai đẩy em vô cô Malaysia vậy? Tự chạy vô đó. Em theo quán tính em chạy vô đó anh. Vậy mà hồi nãy anh thấy rõ ràng có một cái đôi giày gót nhọn đạp em vô đó. Vậy đáp án là Thôi, bye bye Kitty thiệt rồi. Ai, Malaysia là đáp án sai. Rất tiếc. Nãy nghe rõ ràng không phải Lào. Dồn hết bỏ Lào bơ vơ. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án Indonesia và Việt Nam cùng một lúc nha. Trời ơi, cái cụm này mà sai một phát. Cái ô số 1 mà sai một phát là cả nhà mình lên đường, còn có mình ông Thái Lan đứng đó thôi đó. Quỳnh Anh, dạ. Em có cảm giác em run sợ và em có một chút gì đó hối tiếc khi em kéo con mèo Mon qua đứng với em hay không? Không sợ, không sợ không chị. Không sợ hả? Không sợ. Không sợ, em tin vào chị mà. Nó nồng nổi tin em quá cả. Đúng rồi, bọn em tin vào chị. Đã từng có rất nhiều chương trình, người đội trưởng ngay câu đầu tiên đã vô trong phòng. Không, em phải tin vào bản thân mình. Vậy hả? À, đừng sập nha bé. Anh như nói chuyện với fan vậy đó, đừng sập nha bé. Ok, anh sẽ công bố ngày đây Indonesia và Việt Nam. Đáp án là mừng. Con mèo Kitty đó em, yeah. Trời ơi, nó vũ công, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bao giờ cũng phải có nhịp, bao giờ cũng phải có động tác. Mà bây giờ vô trong căn phòng kia bơ vơ con mình, không biết ông còn múa nổi hay không. Đây, kết nối với căn phòng trống. Trời ơi, vẫn còn múa kìa. Đúng thằng em quá. Bye bye mọi người, anh chị em mèo ơi, cố lên, cố lên. Giờ còn nhảy nổi không? Dạ còn. Miêu 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 miêu. Trời, bây giờ bé nó nhảy mà muốn rơi nước mắt đó em. Vì nó thương quá trời quá đất luôn à. Câu đầu tiên. Nãy em xuống bé nó vô phải không? Cái giày gót nhọn là em đạp vô phải không? Dạ chắc vậy. Nhưng mà không sao, yên tâm đi em trai Kitty ha. Nếu như mà các thành viên của đội em mà bảo toàn được lực lượng như đây nè, yeah. Đi qua tới vòng 2, lúc đó họ có thể dùng cái quyền hồi sinh để cứu em trở lại với chương trình nha. Giờ nhảy bài thiệt vui sôi động coi. 2, 3. Miu 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 mi